đón những tia nắng mai giữa không gian xanh mát, nêm hương vị yêu thương, cùng gia đình chia sẻ. Nghe thanh âm cuộc sống như một bản hòa ca giữa đô thị phồn hoa, đảo cọ vàng xanh ngát. The Golden Palm, vị thế vàng tràn sức sống xanh. Nơi cửa ngõ phía Tây, một không gian xanh mát, kết nối thật dễ dàng tới trung tâm thành phố. Giao thông vừa thuận tiện, vừa tách biệt, an nhiên. Hai tòa tháp căn hộ, ba tầng hầm gửi xe và trung tâm thương mại, cư dân luôn thoải mái với tầng tiện ích riêng. Giữa thiên nhiên bao la, vườn thảm lụa hàng Nga ngập tràn những hương hoa xanh ngát miền nhiệt đới. Khu vui chơi con trẻ, trường mầm non thông tầng, trong không gian yêu thương, vườn tuổi thơ ngập nắng. Nơi ươm mầm tri thức, nuôi dưỡng những tâm hồn. Phòng thư viện cộng đồng, ngay trong không gian sống. Hàng cọ dài rợp bóng, hoa đẹp xinh ngát thơm. Bước xuống thấy vườn hương, tràn một màu xanh ngát. Phòng tập gym đẳng cấp, rèn sức khỏe dẻo dai, thư giãn sau ngày dài, sẵn sàng cho ngày mới. Đắm mình trong làn nước, bể bơi tràn thác mây, ngắm thành phố phía Tây, lên đèn càng rực rỡ. Hơn 400 căn hộ, đón gió và nắng mai, trốn lui về yên ấm, xây hạnh phúc ngọt lành. Căn hộ trong tầm tay, đa dạng về diện tích, với thiết kế thông minh, hiện đại và sang trọng. Cảm nhận từng khoảnh khắc, ấm áp bên gia đình, sống an lành, yên vui, cùng dựng xây tổ ấm. The Golden Palm, vị thế vàng, tràn sức sống xanh.